thấy đó, cũng hai cũng bên Dũng nữa, bên kia nữa đó. Dạ. Bên thằng Quy nữa đó. Cũng đâu giờ mà thấy ai họ làm lấy à. Mấy cái mô đất này trồng đạo lâu không chú? Mấy cái mô đất này nè. Cô Bê có làm không ạ? Cô Bê làm không ha? Mình có chỉnh sửa lại không? Chỉnh sửa lại. Các cái sửa lại trồng thôi. Mình kỹ sao cũng kỹ thôi. Cái này thanh long thoát ra nè. À thanh long thoát ra. Thanh long giờ trồng giá thấp quá ha, ta nghĩ trồng ha. Dập trồng 2 cây luôn phải không? Trời, trồng 2 cây luôn à. Đây nè.